Dạ, giờ Thấy lên những đây có người đâu đây mấy ha, mấy có mấy anh này Việt kiều bên Mỹ đây, cũng dưới này mấy người bên Mỹ này, thấy có anh bên Mỹ, thấy anh giờ anh nói cuộc sống bên Mỹ hả, ăn ở bên Mỹ hả? Lý do như thế nào giùm cho em cái, tại em đâu có phải bên Mỹ đâu, rồi gửi yêu cầu đúng không, em đâu có ở bên Mỹ đâu, nên chia em mấy người này hay lấp che miệng người lắm, thôi cho nói cho người ta hiểu đi anh. cuộc sống bên Mỹ này vừa rồi anh cũng thấy một cái clip này của trong YouTube, thì ông này ông phỏng vấn một cái người vô gia cư ở bên Austin, Texas. Mà người này tại vì người ta không có nhà cửa, người ta bị đuổi ra, cho nên người ta đi trong thành phố đi xin ăn hay là đi ngủ ngoài đường. Rồi cái cô này cũng có một cái tấm giấy, cô ghi trong cái tấm giấy đó là hungry, God bless, tức là đói bụng, cầu mong Chúa phù hộ, chỉ vậy thôi. Nhưng mà bị cảnh sát bắt rồi đi ra tòa, rồi ông tòa ông phạt cô này 1.500. Cô này không có tiền thì chính phủ ở đây thì nó bắt phải đi làm những việc công cộng, đi quét rác, đi đi hút rác này nọ, cho đủ tiền thì trả cho, đủ 1.500 thì nó mới tha thôi. Đó là cái quyền công nhân của nước Mỹ này như vậy đó, đâu phải là cái gì cũng làm được đâu. Đi xin đói, đi xin cầm những cái tờ giấy mà nói là mình đói bụng, mình chỉ có nói là đói bụng thôi, không có xin ai hết á, nói đói bụng rồi cầu Chúa ban hộ cho người ta, như vậy mà cũng bị phạt. Như vậy mình phải nên suy nghĩ là cái nhân quyền ở Mỹ nó cũng không có phải là gọi là nhân quyền lắm đâu. Thì sau một cái thí dụ đó thì cũng rất nhiều những cái hoàn cảnh ở bên Mỹ này, những người mà vô gia cư, người ta rất sống rất là cực khổ chứ không phải là sung sướng đâu. Sau cái 2008 thì nhiều người ta mất nhà mất cửa, rồi những cái tài sản của người ta sẽ bị mất tất cả, rồi người ta bị vô gia cư. Đây là không phải là chuyện ngày xưa nữa, mà hiện bây giờ cũng rất nhiều người ở bên Mỹ này, người ta mỗi tháng người ta lãnh lương, rồi người ta trả tiền tiền mướn nhà. Mà nếu mà người ta không có đủ tiền mướn nhà thì người ta sẽ ra đường ở. Vô gia cư là ra đường ở là rất là khó, khó trở lại đến mướn cái nhà nữa, tại vì trong cái lý lịch người ta bị đuổi ra rồi, không có ít có ai mà dám tin tưởng những người đó nữa. Mà khi người ta đã ngủ ngoài đường rồi thì cái gia đình rất là phức tạp, vợ chồng sẽ xa lánh nhau, con cái rồi không còn nữa. Đó là sự thật ở Mỹ này. Cái số người này nó càng ngày càng tăng. Nước Mỹ hiện bây giờ thì thấy là nếu mà chăn nuôi á, chăn nuôi thì mình so sánh Rồi những anh người cũng thôi ra người ok ta anh Toàn Lê Văn rồi ok lát anh đi cho năm chăn nuôi hiện bây giờ, chăn nuôi gà phải không, là 49 ngày là mình bán gà được rồi. Chăn nuôi heo á thì 180 ngày. Còn chăn nuôi bò á thì cỡ đâu 112 ngày hay là 16 tuần. Nhưng mà chăn nuôi người á, nói gì nói chăn nuôi người thì nó hơi xúc chăn cảm nuôi với người người chăn ta, nuôi nhưng người mà cái chăn nuôi người á thì nó kiếm lời rất là nhiều. Tại vì hiện bây giờ ở trên nước Mỹ này là những cái người mà đi về hưu á, tức là những người gọi là baby boomer ở bên nước Mỹ, và sau chiến tranh thế giới thứ hai thì người chiến thắng rồi người ta về trở lại, những quân lính bên Mỹ này nó về lại trong nước, nó sinh đẻ ra rất nhiều tức là gọi là baby boomer, những cái người đó là sinh đẻ ra, bây giờ là đến cái tuổi là người ta đang về hưu. Mỗi ngày á, những người này về hưu là 10.000 người một ngày, rất là nhiều. ừ
Mà những người đây á thì người ta xài tiền rất là nhiều, tại vì những cái tiền hình như là người ta tạo ra trong cái healthcare ở đây, tức là bác sĩ hay là nhà thương á, người ta bệnh bệnh thì trung bình là 275 ngàn một người. Đó là cái healthcare cost của những người này. Rồi cái những người mà khi người ta này bị bệnh hoạn là không có thể mà tự săn sóc cho người ta, thì vô trong những cái nhà mà gọi là senior home care, tức là những cái khu đó, cái nhà đó là con cái người ta đưa người ta vô đó ở, đó là chỗ đó người ta phục vụ nấu nướng cho người ta rồi giặt giũ cho người ta. Chỗ đó thường thường là tốn 4.000 đô một tháng đó. Rồi những cái nursing home á, những cái chỗ mà những người người ta tàn tật mà đi đứng không được cần y tá giúp đỡ, thì những cái đó là 83.000, trên 83.000 một năm, rất là mắc. Cho nên cái mà chăn nuôi người là nó rất là nhiều tiền ở Mỹ. Nói vậy thì xúc phạm đến người ta, nhưng mà cái sự thật là cái ở Mỹ này đang làm những cái này để mà kiếm tiền rất nhiều. Còn cái chỗ mà 24 trên 7, tức là 24 tiếng đồng hồ, 7 ngày một tuần, những người mà bị mà khủng hoảng nhất á, thì cái tiền mà để mà nuôi những người này là 183.456 đồng một năm trung bình đó. Rất là cao. Rồi chị Ở Vương Thắng Mỹ này Hy người là ta tôi chị Vương Thắng Hy chị Bùi kiếm Thắng Hy câu cho em. kiếm tiền rất cao, cho nên cái này là trên thế giới hầu như không có, chỉ có nước Mỹ này để người ta chăn nuôi người một cách kiếm kiếm tiền rất nhiều. Mình nói thì nó hơi Rồi xúc phạm đến người ta, nhưng mà cái mà kiếm tiền của nước Mỹ hiện bây giờ là nó chủ yếu là nó nhằm vô những cái người mà retire ở Mỹ, tức là những người lớn tuổi đó. Những em người dạ đây người ta nghe người ta không có đồng ý đâu, nhưng mà cái đó là sự thật. dạ rồi em mời anh tí, để em mời bên anh này tí 5 phút lát em mời anh lại nha. Dạ dạ được. Ok, cảm ơn em. Em cảm ơn anh rất là nhiều, anh Toàn gửi yêu cầu lên phải không? Còn lên và mời lại một lần nữa chị Vương Tân Hy, gửi yêu cầu bên em đó chị đi Vương Tân Hy, chị gửi yêu cầu em đi để em mời chị Rồi anh. chào mi, rồi Dạ chào mi. Nói thật ra mi là lâu nay anh vẫn theo dõi cái gọi là cái livestream của em. dạ Anh thì giới thiệu với em là anh tên Lê Văn Toán, quê Thái Bình, sống Đắk Lắk, làm thì ở Lộc Ninh, Bình Phước. Anh thì anh rất thích cái livestream của em, rất thích cái chương trình của em. Và anh chỉ muốn xin em 5 phút để nói với những bạn bên kia bờ đại dương, được không em? Em cho anh gặp một người nào nói, ví dụ như A Quy, thì anh nói một câu thôi, nói một câu thôi cũng được. Giới thiệu với Dạ. Dạ. anh, đúng là một nông dân chân đất đích thực, nhưng anh chỉ gửi một lời duy nhất là đây đất nước Việt Nam, không phải chỗ không muốn nói sao thì nói, tự do ngôn luận, không phải là ông thích bảo sao thì bảo, ông thích nói sao thì nói, ông xúc phạm tới vĩ nhân của tôi, thứ nhất là không được, thứ hai quê không có đấy, Nhưng có mấy người không mời. cũng bên nước ngoài xuyên tạc cái danh sưng Bùi đó anh. Anh nói được mà, anh cứ nói đi. Ý anh nói là với anh là anh không cần biết chính trị, nhưng với anh là không có tiếng súng, không có tiếng bom là được, với anh là như vậy. Còn đồng quê của anh là tuyệt đối không thể các ông bạo loạn, không phải đây đất nước Việt Nam không phải chỗ cho các ông muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Con không thể xúc phạm vĩ nhân của tôi được, con Dạ. không thể hở ra là biểu tình được,
đây không phải là chỗ như vậy. Đó, Nói người dân nhanh người với các bạn, nói nhanh với các bạn bên kia bờ đại dương là như vậy, đây không phải chỗ cho các ông thích. Thích là biểu tình, là các ông biểu tình là được, không có. Đây quê tôi là nó như thế, muốn muốn hỏi, muốn kiện, muốn làm gì đó nó phải văn bằng chiếu chỉ đồng hả, chứ không phải là ông bức xúc một vấn đề này đó đâu, ông hô hào ra đường rồi ông biểu tình, không thể như thế được. Nếu bảo các ông thích nói gì thì nói vào trong nhà, không thằng con nói thằng bố nói thế nào cũng được, tự do ngôn luận kiểu ấy được à? Không thể được, em có nhận vai không? Thế đấy là nguyên tắc đúng không? Thế đó là ở bên đó cũng vậy, mà ở bên vậy, ở đâu ông phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật ở nơi đấy. Không, ở bên đó tôi đố công xúc phạm tới một người cầm chính quyền ở bên Nhà Trắng đấy, cho công thêm tiền luôn, em có nhận vai không? Thì bên này hôm nọ là anh rất bức xúc, là có một vấn đề là chỉ nhục Hồ Chí Minh, chỉ nhục Hồ Chí Giáp. ở Nhưng đây thôi. cho anh gửi lời một xíu nữa thôi, Dạ. là em nhắn với lại mấy bạn của anh bên kia bờ đại dương, nick của anh là như vậy, nếu các ông ấy thích, không phải ở Việt Nam, Campuchia, các ông hẹn anh ở Nông Binh em nha. Anh không Dạ. phải là sạo đen, anh không phải là sạo đen, nhưng nếu các ông ấy mà xúc phạm tới Hồ Chủ tịch của anh, gọi là thần tượng của anh trong lòng anh và tướng giáp chẳng hạn, nếu xúc phạm mà các ông thích gặp anh là ở Việt Nam, các ông không gặp bây giờ, Mỹ anh không gặp bây giờ, gặp nhau ở Nông Binh của Campuchia Rồi để nó lên đấy nữa, anh Camille. Camille. nhỉ. Rồi anh Dạ. rất quý em và anh rất mà bên kia bờ đại dương là nếu muốn biểu tình phải bước qua xác em và Thái Hồng Nhiên, có bước qua hai nữ tướng của anh rồi mới nói chuyện tiếp đúng không? Rồi À ok, rồi, cảm chào ơn. em nhé. Nên chỉ các người là cứ nằm mơ đi. Cứ nằm mơ dài dài đi. Rồi Hà Mi lóc rồi, Hà Mi lóc rồi. Được ạ. Chào em. Dạ, anh chị mấy giờ rồi? Hà My, lúc mà chị vừa làm hàng vừa xem diễn đàn của em mà chị thấy cái đọc cái Henny Cường ấy mà nó Dạ. nói, mà chị nói thật mẹ cười đau cả bụng ấy. Chị không hiểu là chúng nó nghĩ cái gì mà nó phát ngôn là được những cái câu mà thật đấy, cha sinh mẹ đẻ. Đúng thật, nghe lần đầu tiên nghe nó nói một cách quá ngu đúng không em? Dạ đúng rồi, quá ngu. Quá ngu luôn, mà thật sự mà mình đúng là nghĩ là đáng thương hơn đáng trách đấy, cười cười mà không nhặt được mồm luôn. Chị vừa làm mà vừa coi như là chị cứ nghĩ đến cái câu nói đấy mà chị cười, em cười thì ở bên đấy thì chị cười bên này cứ chảy nước mắt ra, cười cười đau cả bụng ra. Rồi là mới lại cái chủ đề mà từ hôm mà cái bọn Ba Que đấy nó bảo là bọn Tân Thái, bọn Benny Trương với bọn Rosa nào đấy nó cứ hô hào, nó bảo là mùng 1 à mùng 2 tháng 9 rồi mùng 3 tháng 9 rồi mùng 4 tháng 9 là nó sẽ hô hào dân để đi biểu tình đấy. Thì ở bên này nó thật ra chị nghĩ, chị buồn cười, chị nghĩ bọn nó không hiểu nó nghĩ thế nào mà nó bị hoang tưởng hay sao ấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, nó nghĩ nó hoang tưởng. Dạ Nó đúng hoang rồi. tưởng, nó nghĩ hoang tưởng mà nó cứ tự tin vào cái sức mạnh ảo của chúng nó đúng không? Dạ đúng. Chúng nó ngồi, chúng nó coi như là cứ ngồi vái vọng từ xa, bắt đầu là chúng nó coi như là cuối cùng thực tế thì chẳng có gì mà chị đang lo nhé. Chị bảo ôi chết rồi, hôm đấy đây Ba Quy không biết là ở đội nhà mình đi chống Ba Que thì có ấy không, có gặp gì không, bởi vì thực tế thì chúng nó sẽ chẳng làm gì. Chị vẫn bảo mấy em chúng nó chỉ ngồi xa thôi, ngồi cứ nổ thôi, nổ 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 banh xác ra đúng không, chứ chúng nó chẳng Dạ. làm được gì đúng không. Chúng nó Dạ chẳng đúng là rồi. cái tuổi gì hả, chúng nó chẳng có quyền, chúng nó không được phép lên tiếng đúng không, bởi chúng nó là những cái đứa lũ bán nước 43 năm chạy từ quần chạy dối đúng không. Dạ. Khi quê Dạ. hương mình đang còn khó khăn, đang còn lầm than khổ cực, chúng nó đã phải, chúng nó sợ À, chị khổ đúng không, sợ liên nghe lụy, chị chúng nó phải nghe. bỏ nước chúng nó ra đi. Thế mà bây giờ chúng nó thấy quê hương mình đổi mới, thấy phát triển thì chúng nó cầm lòng không đặng đấy, kiểu là nó lại bưng bô Mỹ, nước Mỹ, nó nói xấu quê hương mình.
Khi nó đã sang bên đấy rồi thì nó nhập quốc tịch Mỹ thì nó làm gì còn quốc tịch Việt Nam, nó muốn về Việt Nam thì nó phải từ bỏ cái quốc tịch Mỹ, em hiểu không? Dạ đúng Đúng rồi. không? Mà Việt Nam chấp nhận nó mới được được quay về. Thì mình mới bảo như là kiểu chẳng hạn như cái trường hợp mà Đào Minh Quân hoặc là Hùng Phạm cái thứ đấy già rồi sống được mấy hơi nữa đâu, trên đầu hai tia tóc rồi, cứ ngoan đi. Ngoan đi thì biết đâu rồi là hồi tâm chuyển ý một ngày nào đó thì biết đâu đấy được, đúng không? Lại về cho về úp mặt vào sông quê, cho về đúng không, cho về chết ở quê hương đúng không, còn hơn là làm ma ở xứ người, em có nhận không, làm ma đói ma Dạ khát đúng rồi. mà cái tội gì cũng có thể chấp nhận tha thứ được, như tội phản bội tổ quốc thì không em, đúng không? Mà nhất là ăn nói thì rất chi là, chị nói thật em là lên diễn đàn đây, mình mở diễn đàn là coi như là tự do ngôn luận, là có nghĩa là mình đúng không, để phản biện chứ không phải lên đây để mà coi như toàn dùng những cái từ ngữ chợ búa, nó chửi bới nhục mạ mà nói những cái từ vô văn hóa. Có những người đàn ông mà nói, chị thấy thực sự là đọc những cái comment nó viết ấy mà gai ốc còn nổi lên. Chị không Đúng nghĩ rồi. rằng là thật có những cái trường hợp như thằng như nông dân này, đúng không, cái nick của thằng nông dân là của cái gì Hải này nhỉ, ôi rồi ôi, chị nói thật đọc 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 mà thấy thấy đúng là chị thấy ngoa ngoắt đàn ông mà ăn nói rất chi là mất dạy. Chị không hiểu là, chị không hiểu là ở trong quá khứ, chị không hiểu ở trong quá khứ thì mọi người có cái có những cái kiểu cái không bằng lòng, cái kiểu bức xúc với xã hội nhà mình, với đất nước mình đấy, mà tại sao mọi người lại có thể thốt ra được những cái câu mà thực sự là mình không bao giờ mình nghĩ đến, đúng không? Dù sao chăng nữa thì ở mọi người ra đi rồi nhưng còn họ hàng bố mẹ anh chị em tổ tiên mình vẫn ở lại Việt Nam cơ mà, đúng không? Làm sao mình Ồ có đó mày thể sao lại lên diễn đàn mày này. mà ăn nói một cách hàm hồ mà nghĩ ra được những cái từ rất là độc ác, em hiểu không? Mưu hèn kế bẩn để xui bà con là mang bom xăng rồi là mang xịt cay đi. Đấy cũng như cái trường hợp chị đọc cái trường hợp của em Nick Trùng Sò đấy, em có nhớ không? Đúng không? Cuối cùng chính ra là bọn nó quen hay lại gắp lửa bỏ tay người. Nó gắp lửa nó bỏ tay người, nó mượn cái chuyện đấy để nó làm thổi bùng lên, để nó kích động. Rồi là cái trường hợp như kiểu của cái gì Tân nhỉ? Duy Tân ở trong giáo phận của Vinh đấy. Đúng không? Xui có như giáo dân đứng lên xỉ Lắp xỉ ra vả đi lắp. chửi nhục mạ Bác Hồ. Thì em thử thấy xem những cái con người dân mình thì nói thật là trách bằng Bác Quang một phần, nhưng những, trách cả những người dân của mình trong nước, tức là không có lập trường, em hiểu không? Đấy, biết sai mà vẫn đâm đầu vào. Đấy, rõ ràng là những người quê hương của Bác Hồ hẳn hoi mà lại có thể quay lưng lại, đúng không? Nói những cái nghe theo cái bọn phản động để nói theo những cái lời xuyên tạc đấy. Xuyên tạc Amen. mà ăn đứng dựng ngược luôn. Em có công nhận Dạ không? Đấy, ăn đứng dựng ngược mà đến coi như là người ta gọi là gì? Đúng là thật. Là cái tội đấy là tội không chấp nhận. muốn nói cho thằng Trực Trần biết này, không? Nó đưa những cái ô vuông với một tam giác lên, nó mày có phải là thằng ngu? Mày học tiếng Anh bao giờ chưa? Mày có bên Mỹ không? Hả? Bản thân tao tao dạy con gái tao đúng như những cái ô vuông mà mày đang đang kể, từ lớp 3 tuổi. Mày có biết là 5 tuổi nó đọc được báo tao nghe chưa? Mày còn chưa biết đánh vần không? Đó. Mày có biết đấy là phương pháp dạy trẻ con tiên tiến không? Dạy nó từ 3 tuổi, nếu mày có con nhỏ hoặc có cháu nhé. Mày dạy nó từ 3 tuổi hoặc 3 tuổi rưỡi, bắt đầu nó có cái nhận thức rồi. Dạy đúng phương pháp để ta đảm bảo mày đúng 5 tuổi để biết đọc báo mà không biết đánh vần luôn. Con gái lớn ta này. Năm nay cháu nó 21 tuổi rồi. Ta dạy đúng phương pháp đấy. 5 tuổi nó đã đọc được báo rồi. Chuyện Bác Hồ thì thôi không Đọc báo sao, cho bố nghe rồi. để cho nó nghe nữa, chuyện Bác Hồ thì thôi. Đó. Cái loại ngu như mày biết xứng đáng làm con dân nước Việt. Được không? Không? Loại chó không bằng con chó, dẫn nó đi mua một quyển sách nào mà nó cảm nó thích nhất, có những cái bài ca dao, mua một quyển thôi, đừng mua nhiều nó sẽ bị loạn. Ngày nào cũng đọc cho nó một cái bài thơ hoặc một bài ca dao trong đó, sau đó dở ra bắt nó chỉ từng chữ, như kiểu chỉ vào cái ô vuông ấy. Chỉ vào cái ô vuông ấy, chỉ vào cái ô tam giác đấy, xong đọc từng câu, ví dụ như là con cò bay lả bay la, bay từ cái gì đó bay ra cánh đồng đó,
thì là mình cứ chỉ từng chữ một đó, xong học thuộc lòng cứ làm đi làm lại, xong như kiểu là cô trò dạy nhau đấy, thì là trẻ con nó dần dần nó quen mặt chữ, nó giống như mình học tiếng Anh bây giờ, như người lớn học tiếng Anh đâu có đánh vần gì đâu, đúng không? Học chữ nào là biết chữ đó, thì trẻ con cho nó học nó kiểu như thế, đúng không? Về sau nó thuộc mặt chữ rồi, đến 4 tuổi đến 5 tuổi đảm bảo đọc được báo đấy, đảm bảo 5 tuổi là đọc được báo luôn. Đấy, con bé lớn là tôi nó học thế, ngày xưa mình cũng học như thế, nhưng mà về sau con thứ hai mình không dám cho học kiểu thế, bởi vì nó đã biết sớm. Kêu hồi bé ngày đầu tiên mình đi học lớp 1 ấy, vào lớp các bạn còn đang học cái bài đầu tiên là con gà gáy ấy, ó ó, mình lại cầm cái quyển sách mình đọc tưởng cuối rồi. Cô giáo sợ quá chạy lên gọi hiệu trưởng, chạy gọi hiệu trưởng, gọi xuống bảo trường hợp em này là vừa buổi đi học đầu tiên em đã cầm sách em đọc rồi. Hiệu trưởng không tin, chạy sang lấy một quyển sách lớp 3 về cho mình đọc, cầm đọc anh vách tường cuối luôn. Nên đấy là cái phương pháp học tiên tiến đấy, để cho trẻ con nó tiếp thu nhanh, học đúng như người lớn học tiếng Anh, không cần đánh vần, nhớ mặt chữ và đọc luôn đó, học đúng như mình học tiếng Anh bây giờ. Mình tiếng Anh mình học mình có đâu đánh vần gì đâu, đúng, chữ nào là đọc luôn chữ đó rồi biết, có ghép những cái từ nào ghép vào chữ nào luôn Sau bao nhiêu người đấy, xem quan trọng. đó. Đó. Mày đừng chạy theo thằng Benny, thằng Tân Tài, đó. Cái dân tộc này không chấp nhận những loại chữ mày, đó. Mà có con nếu 3 tuổi mày dạy đúng theo phương pháp đấy, ta đảm bảo mày con mày 5 tuổi đọc được báo, đọc báo cho bố nghe luôn. Đấy. Con gái tôi 21 đang học đại học ngoại ngữ trường đại học quốc gia. Đấy. Nói cho anh biết thế. Đấy. Các anh dạy đúng phương pháp như thế. Tôi ngày bé tôi học buổi đầu tiên tôi đã cầm quyển sách tôi đọc một mạch luôn, cô giáo phát hoảng luôn. Về sau tôi dạy con gái tôi cũng dạy theo phương pháp đó, và nó đi học 5 tuổi nó cầm được báo nó đọc cho tôi nghe được. Ngày tôi 5 tuổi nó đọc cuộc báo, tôi đèo nó qua bờ hồ, tôi hỏi con có biết cái hồ này hồ gì không, nó bảo bố ơi đây là bờ hồ còn gọi là hồ Hoàn Kiếm, ngày xưa nó còn gọi là hồ Tà Vọng. Mình còn choáng, mình còn giật mình, bố chả biết hồ Tà Vọng như nào, hóa ra là nó cứ ở nhà nó lục sách vở ra nó mang ra nó đọc, nó biết nó nói cho mình, nó đọc Xong sách lịch tôi sử. chào chửi người ta mẹ.